Trong chuyên mục mỗi ngày một con số trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 9.260 tỷ đồng thưa quý vị. Đây là tổng thiệt hại do tham nhũng gây ra đã được phát hiện trong năm 2013 vừa qua. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ với Quốc hội thì tổng thiệt hại do tham nhũng gây ra trong năm 2013 vừa qua còn có 51 lượng vàng. Đây là số thiệt hại được tổng kết từ các vụ án đã được đưa ra xử lý trong năm qua. Còn tổng giá trị thiệt hại mà Thanh tra Chính phủ phát hiện được trong cùng thời kỳ là 117 tỷ đồng. Trong đó thì đã thu hồi được 60 tỷ đồng, đồng thời chuyển cơ quan chức năng xử lý hình sự 11 vụ. Nếu xét tham nhũng trên góc độ số lượng người vi phạm và đã bị truy tố thì năm 2013 vừa qua cũng là một năm mà các cơ quan tố tụng khá mạnh tay, với số bị can truy tố tăng 20% so với năm 2012 trước đó. Năm qua thì số người mà bị xử về hành vi tham nhũng thì nó tăng hơn so với năm 2012. Tổng số là chúng ta đã xử lý khởi tố 568 bị can. Và tăng như thế là 11 vụ và tăng 97 bị can so với lại năm 2012. Trước thực trạng tham nhũng thì đã có ý kiến cử tri cho rằng nên tăng nặng mức phạt cho những loại tội phạm này. Ví dụ như tham nhũng 1 tỷ thì cần bị áp dụng hình phạt cao nhất. Vậy thì những người làm công tác phòng chống tham nhũng nghĩ gì về các chế tài hiện nay chung quanh những tội danh có thể liên quan đến tham nhũng? Thực ra thì cái giá trị tài sản tham nhũng cũng đã được pháp luật sử dụng làm căn cứ để định khung và tuyên các cái hình phạt. Ví dụ như thấp nhất là có thể là tham ô hoặc là nhận hối lộ chỉ từ 2 triệu đồng trở lên chẳng hạn thì đã có thể là bị khởi tố hình sự rồi. Thế nhưng mà cái mức mà để áp dụng cái hình thức gọi là cao nhất, tức là hình phạt tử hình như hiện nay thì cũng được quy định rất là cụ thể. Ví dụ như trong tội nhận hối lộ thì chỉ cần nhận từ 300 triệu đồng trở lên, hay là trong tội tham ô thì tham ô từ 500 triệu đồng trở lên thì đã vào cái khung để có thể áp dụng cái hình phạt cao nhất.